chứ không là các bạn cứ làm theo kiểu là người ta làm sao mình làm vậy là các bạn không có điểm đâu. Bây giờ chúng ta sẽ gạch dưới hết tất cả các cái lựa chọn. Rồi sau đó chúng ta sẽ lọc lại nó thuộc về tập thực thể, nó thuộc về thuộc tính, quan hệ hay là cái gì. Bây giờ chúng ta cứ gạch hết dưới dưới chân của nó đi. Ví dụ công ty dệt may thời trang Vân Thanh. Rồi cứ gạch đi ha. Tí nữa xài hay không xài tính tiếp. Cần xây dựng chương trình quản lý việc xuất hàng công ty đến các cửa hàng, xuất hàng phân phối đến các cửa hàng à tới các quận. Ok, tùy mình cứ gạch đi, rồi cái nào mình xài thì mình giữ lại, còn cái nào không xài thì mình bỏ đi. Cơ sở dữ liệu có hàng hóa được phân loại, có thời trang nam, thời trang nữ, vân vân. Đến đây mỗi mặt hàng chỉ thuộc về, như vậy cái này bắt đầu nó nói gì, thuộc về một loại hàng và mỗi loại hàng có thể có nhiều mặt hàng, như vậy chỗ này nó là mối quan hệ, cho nên mình đóng mở ngoặc một cái để mình biết tí nữa mình dùng nó làm quan hệ. Thông tin của mặt hàng gồm có mã, tên, đơn vị tính, đơn giá và thuộc loại nào. Mỗi cửa hàng cần lưu trữ thông tin mã, tên, địa chỉ, số điện thoại, email. Nhân viên chuyển đến thủ kho. Ở trong này người ta nói chữ nhân viên nhưng mà mình đọc xuống dưới mình không thấy mã nhân viên, tên nhân viên gì hết. Cho nên tạm thời cái nhân viên này mình không gạch. Thấy chữ nhân viên, ừ muốn gạch cũng được. Nhưng mà gạch gạch tí nữa mình cũng không xài. À gạch thì cứ gạch. Dưới này mình không thấy gì hết. Phiếu xuất, mã phiếu xuất, tên cửa hàng, địa chỉ cửa hàng, số điện thoại có phải đã xuất hiện chưa? Đây. Nó đây. Rồi. Email đây. Chỉ có ngày xuất và ngày lập phiếu. Ngày xuất hàng và ngày lập phiếu là chưa xuất hiện ở trên. Cho nên là hai cái trường này chúng ta cũng cần phải gạch. Bây giờ chúng ta thấy là tên hàng, số lượng, đơn vị tính, đơn giá có chưa? Có trên này. Đây. Chỉ có cái gì? Số lượng là trên này chưa có. Số lượng này là mới nè. Số lượng này là mới xuất hiện nè. Thành tiền này có cần phải đưa nó vô một thuộc tính không? Cũng được. Nó là thuộc tính gì? Thành tiền từ đâu ra? À, như vậy nó là thuộc tính. Thuộc tính gì? Thuộc tính mà từ thuộc tính khác. Giá trị của thành tiền có được từ đơn giá và số lượng. Gọi là thuộc tính suy diễn. Ok. Hoặc có thể không cần thuộc tính luôn. Khi nào cần thì chúng ta tính. Còn nếu không thì thôi. Đó là tất cả những thông tin mà chúng ta cần. Ví dụ tổng tiền cũng là suy diễn luôn. Chúng ta không cần đến nó. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn lại xem cái gì cần thì để, cái gì không cần thì chúng ta có thể bỏ nó đi. Ví dụ chỗ này không cần ha. Đó, không cần cái này, bỏ đi. Thành tiền không cần. Rồi gì nữa nè? Nhân viên không cần. Công ty Vân Thanh không cần.
quận không cần. Hết chưa? Hết. Bây giờ mình qua bước 2. Bước 2 của chúng ta là vẽ RD. Trong môn này, hôm trước chúng ta đã dùng cái từ là segment, bây giờ dùng ASM thôi. ASM của chúng ta sẽ có gì? Thứ nhất là cửa hàng. Cửa hàng chúng ta sẽ có mã cửa hàng, tên cửa hàng, địa chỉ, số điện thoại, email. Như vậy chúng ta sẽ có một cái thực thể cửa hàng, thuộc tính của nó mã cửa hàng, nó là khóa, tên cửa hàng, địa chỉ, số điện thoại, email. Còn gì nữa không? Rồi tiếp, mình sẽ có gì nữa? Thuộc tính hàng hóa. Thuộc tính hàng hóa của chúng ta. Như vậy ở chỗ này chúng ta có thể sẽ chú thích những cái mà chúng ta đã làm rồi. Ví dụ cửa hàng chúng ta làm rồi. Mã cửa hàng đến đây chúng ta đã làm rồi. Bây giờ chúng ta sẽ lấy hàng hóa nè. Hàng hóa. Mã mặt hàng. Đây mình sẽ làm phần này. Hàng hóa. Mã, tên, đơn vị tính, đơn giá, loại hàng. Mã mặt hàng, tên mặt hàng, đơn giá, đơn vị tính, loại hàng. Rồi đó là thông tin về hàng hóa. Như vậy người ta đã chú thích thêm một cái nữa là hàng hóa này sẽ có thuộc về loại hàng và mỗi loại hàng có thể thuộc nhiều hàng hóa khác nhau. Cho nên cái chữ loại hàng này nè, nhiều loại, mỗi mặt hàng thuộc về loại hàng thì cái loại hàng này chúng ta cũng tổ chức cho nó thêm một tập thực thể. Tại vì nó sẽ chứa, còn không ở chỗ này các bạn sẽ để cái loại hàng này thành gì? Loại hàng. Chúng ta sẽ thêm một cái thực thể ở bên ngoài này. Loại hàng. Và mình có là mã loại hàng, tên loại hàng. Đó, tí nữa mình sẽ liên kết qua mã loại hàng, tên loại hàng. Mình liên kết qua đây. Mã loại. Mình liên kết với mã loại bên này. Thực thể gì nữa? Mình đã có cửa hàng xong, loại hàng, hàng hóa. Ok. Như vậy thì cơ bản nếu như chúng ta làm ở mức chưa có chuẩn chuẩn hóa, được chưa? Mức 1 N thì chỗ này chúng ta đã có thể có được quan hệ rồi. Quan hệ chỗ này relationship, chỗ này là bán. Vậy một bên là cửa hàng, một bên là hàng hóa. Và quan hệ ở đây là nhiều nhiều. Một cửa hàng bán nhiều hàng hóa và một hàng hóa có thể bán ở nhiều cửa hàng. Quan hệ nhiều nhiều. Ở mức này
chúng ta thấy có quan hệ nhiều nhiều, cho nên chúng ta phải thêm gì các bạn? Thêm bảng phụ. Được không? Thêm bảng phụ. Như vậy tạm thời ở chỗ này chúng ta dừng lại ở đây, và chúng ta sẽ copy cái này ra. Copy cái này ra. Tạo nó thành một cái assignment 2, và chúng ta sẽ đổi tên nó thành chuẩn hóa assignment chuẩn hóa ha. Và chỗ này nó có quan hệ nhiều nhiều, cho nên mình sẽ thêm nó một cái thực thể ở giữa thay thế cho cái việc bán này. Đó là gì? Phiếu xuất hàng. Đây, thực thể của chúng ta xuất hiện là phiếu xuất hàng. Số phiếu. Cái chỗ mà tên cửa hàng, địa chỉ, số điện thoại và email, cái này từ đâu mà có ta? Thông tin gì? Thông tin này là thông tin của ai đây? Cửa hàng. Như vậy, chúng ta sẽ có bên này, cái thực thể này của chúng ta là thực thể là phiếu xuất. Vậy phiếu xuất, chúng ta thấy nó xuất hiện thông tin này của cửa hàng rồi, vậy nó chỉ có mã số phiếu xuất là của cái phiếu xuất này thôi. Ngày lập phiếu, ngày xuất hàng, thông tin này là liên quan đến phiếu xuất, thông tin liên quan đến phiếu xuất. Như vậy phiếu xuất của chúng ta nó sẽ có thuộc tính là mã phiếu xuất, thông tin ngày lập phiếu và ngày xuất hàng. Ngày lập phiếu, ngày xuất hàng. Những thông tin liên quan ở dưới này nó sẽ lấy từ đâu qua? Cửa hàng. Ở chỗ này sao nó không có liên kết ta? Hồi nãy mình làm sao mà chỗ này nó không có liên kết vậy? Hay vậy? Mà nó đi theo luôn. Hay vậy? Hay quá. Biết bị gì ta? Delete. Bị gì ta? Add attribute. Chỗ này là mã cửa hàng. Rồi còn thiếu gì nữa? Tên cửa hàng. Ủa sao tự nhiên nó mất liên kết là sao? Tên cửa hàng. Ok. Bấm connect cũng được, nhưng mà để mình tạo lại thử coi thử tại sao mà tự nhiên nó mất. Đôi khi bây giờ nó mất tiếp. Rồi, mình đã có được phiếu xuất. Vậy từ bên chỗ này chúng ta sẽ có relationship. Chỗ này là phiếu xuất cửa hàng. Mình để là xuất hàng đi ha. Cửa hàng nào xuất hàng? Một bên chúng ta sẽ cửa hàng và một bên chúng ta sẽ có phiếu xuất. Quan hệ gì đây? Ở phiếu xuất này đứng ở cửa hàng thì chúng ta có bao nhiêu phiếu xuất? Nhiều phiếu xuất hoặc không có phiếu xuất nào. Chưa bán lấy gì có. Rồi, đứng ở phiếu xuất có mấy cửa hàng? Một cửa hàng duy nhất, một và chỉ một. Tức là khi xuất hiện phiếu xuất thì phiếu xuất đó phải có một cửa hàng nào đó xuất, và chỉ duy nhất một cửa hàng. Có phiếu xuất nào mà không có cửa hàng không? Không. Cho nên chỗ này chúng ta có một và chỉ một.
Rồi tiếp. Chỗ này. Bây giờ giữa hàng hóa và phiếu xuất chúng ta sẽ có một cái quan hệ là bán. Vậy chỗ này một bên là hàng hóa, một bên là phiếu xuất. Vậy chúng ta nhìn nhé. Nếu là ở hàng hóa thì chúng ta có bao nhiêu phiếu xuất nào? Nhiều phiếu xuất. Hoặc không có phiếu xuất nào. Được không? Hoặc không có phiếu xuất nào. Đứng ở phiếu xuất thì có bao nhiêu hàng hóa? Nhiều hàng hóa. Hoặc là một loại, ít nhất là một loại. Được chưa? Nhưng rồi tiếp tục đi. Chỗ này mình sẽ có một cái quan hệ nữa. Chỗ này loại. Vậy một bên là hàng hóa, một bên là loại hàng. Quan hệ sao đây? Đứng ở hàng hóa một loại hay nhiều loại? Bên này người ta nói gì? Mỗi mặt hàng chỉ thuộc về một loại hàng, và mỗi loại hàng có thể có nhiều mặt hàng khác nhau. Như vậy một ở đâu và nhiều ở đâu? Ngược lại nha. Rồi. Đứng ở hàng hóa chỉ có thuộc về một loại hàng, và các bạn có thể thêm cái gì? Thêm đây. Rồi, như vậy một hàng hóa thuộc về một loại hàng, duy nhất một loại hàng, không thể không thuộc. Mình chuẩn 3N chưa? Vẫn còn gì? Vẫn còn chỗ này nhiều nhiều. Nhiều nhiều chưa được. Mình phải làm sao mà biến nó thành một nhiều. Một nhiều. Cho nên ở đây tạm thời mình dừng ở mức này. Làm gì nữa? Copy nó ra. Copy nó ra. Chỗ này mình rename nó một cái. Chuẩn hóa 3N. Chuẩn hóa kỹ hơn. Như vậy chỗ bán này nè, nó là nhiều nhiều, chúng ta không giữ được, mà chúng ta phải thay thế. Bởi vì bởi vì cái bán này các bạn, nó sẽ có gì? Thuộc tính là gì? Thuộc tính là ứng với hàng hóa này bán số lượng bao nhiêu. Đó, ứng với hàng hóa này bán số lượng bao nhiêu. Cho nên cái việc bán này của chúng ta, nó sẽ phụ thuộc vào từng cái phiếu mà nó có số lượng khác nhau. Dưới này còn đơn vị tính đơn giá tên mặt hàng thì nó nằm ở đâu rồi? Nó nằm ở đâu? Nằm bên hàng hóa rồi. Thì cái chỗ mà mối quan hệ mua bán này nè, nó chỉ có xuất hiện thêm là số lượng thôi. Cho nên ở chỗ này các bạn sẽ thay thế cái bán này thành cái gì? Thành một cái entity. Một cái entity là chi tiết. Người ta sẽ ghi là chi tiết phiếu xuất. Chi tiết phiếu xuất. Người ta không ghi bán, mà người ta ghi là chi tiết phiếu xuất. Nếu mà chỗ này là ghi hóa đơn thì ở đây là chi tiết hóa đơn. Ở đây là phiếu xuất thì ghi là chi tiết phiếu xuất. Và cái số lượng này nè, số lượng này nó sẽ đi qua đây.
Bài này số lượng. Rồi. Và tạm thời mối quan hệ này không còn nữa. Nó đã biến thành bảng rồi. Và chúng ta đưa cái quan hệ vô đây. Relationship. Một bên là phiếu xuất, một bên chi tiết phiếu xuất. Vậy mối quan hệ này sao? Một phiếu xuất có mấy chi tiết? Một phiếu xuất, đây là chi tiết phiếu xuất nè. Một phiếu xuất có mấy cái chi tiết phiếu xuất này? Một chi tiết phiếu xuất. Một chi tiết. Nó chỉ có một cái chi tiết phiếu xuất thôi. Quanh quanh. Một phiếu xuất có bao nhiêu hàng hóa? Một phiếu xuất có bao nhiêu hàng hóa? Chỗ này chúng ta có danh sách hàng hóa đi. Cái quan hệ này là chúng ta liệt kê danh sách hàng hóa. Một bên là hàng hóa, một bên là chi tiết phí xuất. Quan hệ gì đây? Một đâu nhiều đâu? Một chi tiết phí xuất. Một chi tiết phí xuất thì có nhiều hàng hóa hoặc ít nhất là một. Một hàng hóa thì nó làm sao? Nó nằm ở một chi tiết phí xuất chỗ này với cái số lượng nhất định. Chứ còn nếu mà bạn đẩy vô đây nhiều phát nữa là để luôn á, để hoài luôn á. Như vậy quan hệ của chúng ta là một nhiều ở đây. Quan hệ của chúng ta đẩy cái số lượng ra, đẩy số lượng ra. Chi tiết phiếu xuất